It's me again. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên game Play Channel của mình trong ngày hôm nay. Trong video này sẽ là 8 tựa game nổi bật nhất trong ngày qua. Và với lượt Richard and Short tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube trong những tuần qua đó chính là Subway Surfers Run. Cùng xem mình và các bạn hôm nay sẽ được ghi được bao nhiêu điểm trong lần trận duy nhất này nào. Play now. Số điểm cao mà chúng ta ghi được ở trong tuần trước là 80.000. Hôm nay sẽ là bao nhiêu nào? Let's go. Ok, cho lại 3.000 điểm. Time to fly. Bước vào chứ vào được. Ok. Máy sổ rộ. Thank you.
sẽ không lấy được đấy. Sẽ vã khó là việc trước đó đấy. Mình chơi lâu tí nhưng mà mong các bạn thật ạ. Thì mình sẽ chơi sau tựa game này. Tiếp theo vào sau lần chạy này. Chuyển sang cái thứ hai nào, fundraise buddy. Game reboot start nào, người cuối cùng sẽ bị loại bỏ và chúng ta sẽ cố gắng để không trở thành người cuối cùng nào. Let's go. Maybe cat. Okay. Chưa có cơ hội bên đất à? Wow, we're first place. No thanks. Ok, cuộc đến với vòng cuối cùng giữa hai người nè. Giữa chúng ta và Chloe. Okay, it's simple. Oh my god.
Oh my god. Okay. It's okay. You are risk-free. Okay, season complete. Còn bây giờ mình sẽ sang tựa game thứ ba trong video này nào. Mighty Minecraft. Something wrong. Ok, vậy thì chúng ta chuyển sang thử thứ tư trong video này nào. Scarity cho bạn đi. Thử thách của chúng ta sẽ là Party Pooper. Thay ngọn nến của ta đang dùng, bà ta đang dùng thành ngọn pháo. Ok. Nhưng phải trang trí làm sao thật giống ngọn nến nào. Let's go nào. Find the fire quickly. Yummy. Cho cô chuyển sang tựa game thứ năm nào. Running game được phát hành bởi hãng game Official, và anh sẽ cùng bắt đầu với tựa game có tên Tomb Hero Next. Cùng xem với video hôm nay mà mình muốn khám phá của bạn thì sẽ có những event gì nào. Flying very good. Okay. Hang on. Got over.
9 con rồi. Chúng ta sẽ đến với game thứ 6 trong video hôm nay nào. Super Mario Run. Let's go nào. Để đoán Nintendo phát hành, chúng ta cùng chơi bản Remix Monty 10. Yeah.
thì chúng ta phải nhảy qua đây xem ạ. Cùng chuyển sang tự nhiên tiếp theo nào. Rất phục. Oh my god. Ok. Let's start. Double bao nhiêu đây? 53. Đi liên tục các bạn ạ. Oh my god, ok. Trời, mất mạng quá rồi. Điều đấy, cuối cùng cho video này nào. Snyder cho video. Mình cùng xem mình sẽ tiêu diệt bao nhiêu. Có đánh nào. Ok, hoàn. Oh my god. Ok, unlucky. Đây là tựa đêm cuối cùng trong video này, mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy cho mình biết những kiến của bạn bằng cách like, share and subscribe cho channel của mình. Cảm ơn các bạn đã nhiều và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo của mình. Thank you so much and see you soon. Please like, subscribe me. You know my channel. I love this game. Goodbye.